vị thính giả đang nghe chương trình podcast do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố thực hiện. Các bạn thính giả thân mến, bạch hầu là một bệnh nguy hiểm và có thể gây ra nhiều biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy thì bệnh bạch hầu có dễ lây lan không? Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân bạch hầu cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe của mình? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về bệnh bạch hầu qua cuộc trò chuyện với bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 các bạn nhé. Xin chào bác sĩ Hữu Khanh. Thưa bác sĩ, đầu tiên xin hỏi là bệnh bạch hầu có dễ lây lan không ạ? Bạch hầu thì nó không phải dễ lây đâu. Thở dĩ bạch hầu nó không dễ lây như hồi xưa đó là do chúng ta có cái miễn dịch nền, cái cộng đồng có miễn dịch nền. Thành ra mình chích mấy chục năm mình chích mấy cái đứa nhỏ nhỏ đó, thành ra cái miễn dịch nền của cộng đồng rất là tốt. Và bản chất của cái bệnh bạch hầu nó không lây nhanh như là những cái bệnh sởi rồi bị rubella rồi cúm rồi covid rồi đó. Thành ra cái bản chất của nó đã lây ít hơn rồi và cộng thêm cái miễn dịch nền nữa. Thành ra bạch hầu là thuộc cái nhóm rất là khó lây. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Theo như bác sĩ Khanh có nói là bệnh bạch hầu thì không dễ lây. Tuy nhiên là nếu xuất hiện ca bệnh bạch hầu thì những người xung quanh sẽ khá là lo lắng, không biết cần phải làm sao. Vậy thì xin bác sĩ cho quý thính giả được biết là người tiếp xúc gần với bệnh nhân bạch hầu thì cần làm gì ạ? Thứ nhất là mình thấy một người tiếp xúc gần với một người bệnh bạch hầu á, thì mình đừng có nghĩ là cái người bạch hầu sẽ lây cho mình, mà nhiều khi chính là mình là cái người mà lây cho người bạch hầu. Tại vì mình có thể là người lành mang trùng rồi mình lây cho người ta mới phát bệnh ra, chứ mình đừng có nghĩ là hoàn toàn người ta lây cho mình. Cho nên khi mình thấy trong cái khu vực mình ở hay là mình trong nhà mình có một người bạch hầu á, thì mình phải nghĩ ngay là mình đi tìm hiểu xem là mình có mang vi khuẩn hay không, hay là mình sắp phát bệnh ra, hay là mình đang phát bệnh ra mình không biết. Mình nên hợp tác với lại địa phương á, người ta sẽ tới người ta điều tra, người ta khám xem cái họng của mình như thế nào. Rồi người ta có thể phết họng, có thể không, là bắt đầu người ta sẽ cho mình uống thuốc. Nếu mình ở chung nhà hay là mình tiếp xúc quá gần thì hiện nay cái cách phòng ngừa bạch hầu cho người tiếp xúc nó khá là dễ. Chỉ cần uống thuốc vô là nó sẽ triệt hết những cái con vi khuẩn bạch hầu trong họng, thì nó không phát bệnh ra. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Hoài thường được biết là dấu hiệu đặc trưng của bệnh là xuất hiện mảng trắng ở họng, hay còn gọi là giả mạc bạch hầu. Vậy thì thưa bác sĩ, giả mạc bạch hầu vì sao có và cách để chúng ta nhận biết nó như thế nào ạ? Thông thường cái chữ bạch hầu á, cái chữ bạch là trắng á, hầu là cái vùng hầu á, cái vùng hầu của mình nó có một cái mảng màu trắng thì người ta gọi nhanh nó là bạch hầu, thì nó đúng với cái tên của nó như vậy. Thì sở dĩ mình có cái bạch hầu là do là cái con vi khuẩn diphtheria đó, bạch hầu á, nó sẽ làm viêm cái vùng hầu họng đó, và nó muốn sống ở cái vùng hầu họng đó, nó sẽ tiết ra một cái chất để cho nó tạo ra cái nơi khu trú của nó, thành ra tiết nhiều, thành ra thành cái mảng màu trắng. Thì cái khi mà mình khám bệnh mình thấy một người mà có cái mảng trắng trong họng á, đặc biệt là cái người đó mà không sốt nhiều, mà cái họng nó không đau nhiều lắm á, chỉ có đau sơ sơ rồi có những cái mảng trắng mà hoàn toàn không sốt nhiều, là mình phải nghĩ coi chừng là bạch hầu. Còn muốn phân biệt mình chỉ cần lấy cái que đó mình đụng vô, thì những cái loại mà mảng khác nó rất là dễ ra, nó dễ bung ra, trong khi cái mảng của mảng trắng của mình bạch hầu nó gọi là giả mạc á, thì nó có vẻ bám dính hơn, mà nếu mình khựa mạnh nó sẽ chảy máu đó. Thì cái đó là cái cách của mình nhìn vô mình có thể phân biệt được. Tuy nhiên đa số những người bệnh bạch hầu mà nhiều như vậy á, thì người ta có thể khàn tiếng, có thể ho đó, thì cái cách đó là cách phân biệt. Ngoài ra trong y khoa thì người ta nhìn vô người ta nghi ngờ, người ta phải phết cái đó đi, người ta soi thì người ta mới biết được. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hữu Khanh. Các bạn thân mến, mong rằng với những kiến thức hôm nay về bệnh bạch hầu sẽ giúp ích cho các bạn trong việc nhận biết và phòng ngừa bệnh nhé. Quý vị đừng quên theo dõi HCDC để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.